Chào bà con, thì hôm nay Xuân Nông sẽ giới thiệu cho bà con một loại đất nung nay người ta còn kêu là sổ nhẹ. Thì hiện nay ngoài thị trường có rất nhiều loại của Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Thì sản phẩm này thì được sản xuất tại Việt Nam. Hiện nay thì đất nung này sử dụng cho những cái mục đích như là trang trí, hoặc là trồng thủy canh, trồng rau nuôi cá, hoặc là trồng lan. Đối với loại đất nung size lớn này thì bà con có thể trồng lan. Thì cái độ giữ ẩm nó rất là cao và bộ rễ của lan nó sẽ bám trực tiếp vào cái loại đất này mà không bám vào thành chậu, sẽ giúp chúng ta di chuyển từ chậu này sang chậu khác rất là nhanh. Và khi mà sản xuất đất nung này thì nó được sản xuất ở nhiệt độ rất là cao, cho nên những cái mầm bệnh và nấm bệnh trong cái viên đất nung này không còn nữa, thì nó rất là thích hợp để chúng ta trồng những cây có giá trị. Để giới thiệu bà con ha, đây là viên đất nung size 36. Thì size này mình có thể trồng thủy canh hoặc là trồng rau nuôi cá thì có thể sử dụng được size này. Nên nó nhỏ nha bà con. Thì là viên đất nung size này size 48, size lớn hơn. Size này thì có thể trồng rau nuôi cá hoặc là trồng lan cũng được. Còn một size lớn hơn nữa nha bà con. Và đây là cái size lớn nhất nha bà con. Size này là size 10 x 20. Size này thì mình dùng để mà chuyên cho trồng lan, vì nó không có lọt ra ngoài chậu. Kích thước của mỗi viên nó dao động từ 10 đến 20 cm. Nhờ cái tính năng là đã giữ ẩm cao và nó đã diệt khuẩn ở nhiệt độ 1300 độ C, cho nên là chúng ta trồng lan rất là phù hợp. Đây là cái viên đất nung chuẩn bị cho vào cái lò nung. Thì thành phần chính của cái viên đất nung này chủ yếu là đất sét và bọt cưa. Thì chúng được trộn và khi mà đun nóng ở nhiệt độ 1300 độ C thì cái phần cái bọt cưa nó sẽ cháy và nó tạo ra những cái khoảng không khí bên trong cái viên đất này, thì sẽ làm cho viên đất nó nhẹ hơn. Với những công dụng hữu ích của đất nung thì công ty Xuân Nông cho ra đời hai dòng sản phẩm. Một loại bao đất nung bao lớn 20 dm khối. Bao này thì chúng ta có thể trồng thủy canh vì số lượng nó nhiều, hoặc cũng có thể trồng lan. Và dòng sản phẩm thứ hai là 3,5 lít. Dòng sản phẩm này chỉ giá 35.000 đồng thôi. Thì với cái khối lượng nhỏ, chúng ta có thể mua về trồng thử nghiệm cho lan. Các bạn có thể đến cửa hàng